Chú Hoàn ơi, có cái quần nào mà hợp với cả cái áo này không nhỉ? Tư vấn cho tôi cái. Hợp cả áo này là. Đây. Quần này à? Đúng rồi. Tôi xem nhá. Quần này đi. Tôi xem nào. Xem một loạt xong bắt đầu bấy rau vào. Trông cũng hợp lý nhỉ. Các cái quần này cũng hot đàn hot đấy nhỉ. Quần này cũng hợp đấy nhỉ. Ừ. Ok. Đẹp không? Quần này to nhỉ? Có size bé mà. Tôi size bé, tôi qua xem hết một loạt này luôn. Đẹp phết nhỉ? Nhà này toàn hàng đẹp. Đi eo hết à bà chủ? Chính xác. Mấy con quần này phải 850 bát phở bò ấy nhỉ? Đúng rồi. Trông cũng chất đấy nhỉ? Thì tôi xem một loạt hãng nhá. Xem đi. Phải làm phiền nhà tí nhưng mà tôi phải xem cẩn thận. Ôi tôi mặc sao? Ok đi nhỉ? Xem hết một loạt luôn đi. Nhưng mà sao toàn size to, có size nhỏ không? Có, đủ size. Size to này. Nhìn trông mặc như bơi vậy. Treo lên trưng bày thì size nào chả được. Ok, được rồi, cứ để. Được này. Xem hết một loạt này luôn. Ưng đấy, ưng đấy, ở đây ưng nhiều mẫu rồi đấy. Có khi tôi phải lấy chục cái luôn đấy. Dạ. Chục cái có bớt đồng nào không bà chủ ơi? Có chứ. Con size to này. Trông cũng phủ lý, con quân đẹp nhỉ. Quán này dạy đi ông cháu ơi, hạ đình nhỉ. Đây. Chân chân chân. Có niềm vui để cho mọi người con sai to. Đáng lạc quan lên nha. Giờ nó qua, đã qua rồi. Hết chưa nhà mình còn nhiều quần không à bà chủ ơi? Đây, úi dồi, nhiều lắm. Còn nhiều nữa à? Còn bên kia nữa kìa. Đóng cửa bà mẹ, được rồi. Các cái mẫu quần này đẹp hết nhở? Toàn mới về hết à bà chủ ơi? Đúng rồi. Mới về là từ mấy năm về trước rồi đấy? Không có mà nói, bán. Nói thật đấy nhá. Còn mới cứng luôn à? Tết muốn mua còn khó đấy. Ok được rồi, để xem. Ok. Em cũng xin thưa với lại... chất quá nhỉ. Tao ông cháu mặc quả quá quần này thì không bao giờ hết hot luôn nhờ bà chủ nhờ. Mấy con quần này đúng là toàn quần xị. Bà chủ xem tôi mặc lấy tôi chục cái nhá. Tôi lấy đúng chục cái luôn đấy. Cứ chọn đi. Không đùa đâu, hôm nay tôi lấy hẳn thôi. Có tiền mua không? Có tiền mua. Chục cái chuyển khoản đấy nhá. Nay xin được vợ cho mua chục cái. Hay lại bốc phét. Cả chục đôi giày luôn. Phét đâu mà phét. Nhìn mặt thấy điều lắm. Vợ cho chục cái thật mà. Quá nhiều mẫu. Mỏi hết cả tay rồi. Quần đẹp như này thì không biết chọn cái nào cho nó. Thế nào cũng thích. Có khi gói hết đống này cho tôi à. Gói hết luôn nhá. Chuyển tiền đi rồi gói nhá. Rồi gói phép. Hết luôn tất cả chỗ này gói luôn vào. Không phải gói nhiều. Bây giờ là đặc biệt không. Ok đấy. Nhất là bây giờ về cái nhà ở. Nhà ở nhiều nhá. Siêu nhiều lắm. Quá nhiều cũng đẹp luôn. Chỉ một cơn gió thôi là khả năng đổ ngã. Ok. Cho nên là về gói hết chỗ này lại thôi nhá. Cũng mong muốn rằng nó là các mạnh thường quân. Làm ok đấy. Thầy tôi mặc bộ này hợp không? Được. Để tôi xem quả kính nữa xem mà. Để tôi ra tôi soi gương mà. Gương đây. Soi cho tôi phát. Bộ đẹp đấy. Bộ đẹp nhờ. Sao? Chắc chưa? Gói hộ tôi hết tất cả các cái chỗ quần này vào tôi nhá. Hôm nay tôi lấy hết luôn. Ok chưa? Còn giày này nữa này. Tất cả những cái thứ này tôi lấy hết luôn nhá. Xong này làm tôi kiểu ảnh. Các cái ba lô kia như nào? Đẹp đúng không? Ba lô này gói hết cho tôi nhá. Ok.